tẩy trang Shumura. Màn anh siêu tầm vàng nè mọi người. Cái này mới mà con cũng chưa test luôn, con chưa quay clip cho các bạn luôn. Thì cái này là lúc Tết đầu năm nè, năm rồng màu đỏ nè. Cái này thì ra dạng original rồi ha. Và em này là cái collection Jojo mà vừa rồi không hiểu sao mua cái chai bé xíu mà buồn ghê luôn á. Nay mai không phải mua upside vé. New one, this is the best one, the best one. Đây mọi người nhìn cái packaging nè, nó ngầu đét luôn. Làm từ gạo đen nè mọi người, với lại từ charcoal là than hoạt tính. Và đặc biệt không phải chai dầu màu đen không nha mọi người, dầu bên trong nó cũng màu đen. Oh my god. Sau khi mà test được em thì Ngân bị ấn tượng luôn. Ngân bị ấn tượng hết trong tất cả các collection của dầu tẩy trang của nhà Su. Để giờ mình tẩy trang cho các bạn coi. Ban đầu là không khoái packaging màu đen, Ngân tưởng bên trong dầu nó màu vàng. Nhưng Oh no, dầu nó màu đen và chất rất là mỏng nhẹ như nước vậy nè mọi người, như nước luôn. Và bây giờ anh nghi một cái là nó đổ đó. Mọi người có thấy màu đen không? Thôi coi đỡ vậy nhé. Rồi tao nói nó luôn. Thì đây, các bạn cũng sẽ xoa lên trên mặt. Cái mùi này nó rất là sang mọi người. Nó đưa dầu tẩy trang Su lên tầm cao mới luôn, là luxury. Cái mùi nó giống như là các bạn đi vô một cái spa của một khách sạn 5 sao. Các bạn đang tận hưởng những cái không gian ở bên trong đó. Nhanh như vậy? Tôi nhớ tôi đắm mắt khói cũng mấy tiếng hồ mà ta. Cái gì mà tẩy trang nhanh như vậy mọi người? Ủa? Bình thường anh nhớ. Ủa hello. Trời ơi, bình thường anh nhớ tẩy trang lâu lắm mọi người. Chắc cỡ nửa tiếng để cho nó sạch hết tất cả mọi thứ. Mà nãy giờ con mới con xoa có một cái, con chưa nói hết câu chuyện luôn. Là con đã thấy nó tẩy hết trên mày. Mặc dù cái trên mày cũng ngon là trên mày dán á, là có keo á, mà bây giờ không còn gì luôn nè mọi người. Thì em này cái lớp dầu nó rất là mỏng nhẹ như nước, như các bạn đã thấy. Cái dầu nó thấm vô da và để nó làm sạch da rất là nhanh. Đặc biệt á, thành phần em này là từ gạo đen nè. Thì gạo đen nó sẽ có những cái hoạt chất mà khi mà các bạn rửa da các bạn sẽ không có bị khô. Thường cái khác các bạn mà rửa mặt nhiều á là da của mình rất dễ bị khô sau khi rửa nha. Tại vì tẩy trang là các bạn phải tẩy trang kỹ, mà tẩy trang kỹ thì nó rất là nhiều bước, và nhiều bước thì da nó sẽ màu khô. Thì em này nó sẽ vừa nhanh nè. Trời ơi, có một bước xoa sạch sạch be rồi đó, kiểu vậy đó, thì da sẽ không khô nổi. Đặc biệt là có tinh chất gạo đen thì sẽ không có khô. Thứ hai là sẽ có than hoạt tính, thì than hoạt tính nó sẽ làm sạch hết tất cả những bụi bẩn ở trong lỗ chân lông của các bạn nè. Ngoài ra thì có AHA và LHA. Hai cái thành phần này nó sẽ giống như là tẩy tế bào chết trên gương mặt da của các bạn luôn. Riết rồi, con ghi sâu ghê luôn mọi người. Mọi người thấy 4-5 chai là mọi người hiểu rồi đó. Collection nào mới ra là Ngân cũng mua luôn đó mọi người. Thích mà con thích cái chai màu đen này quá. Ê, con thấy cái gì nó đen đen là nó luxury thì sao á mọi người. Nó thơm lắm mọi người. Nó thơm thư giãn lắm. À, bây giờ anh rửa mặt xong rất là miệng rất là ẩm, không có bị khô da nha mọi người. Thì bây giờ cái này đâu có vui rồi. Hồi nãy con thấy là mấy anh test ở ngay cái event mà con không có tin. Bây giờ con phải tự test lại. Tại vì những cái dầu tẩy trang khác á, là nó sẽ còn để lại cái lớp dầu nữa như các bạn xài không kỹ. Và tại vì dầu tẩy trang của Su nó mỏng như nước rồi mọi người, nên sẽ không có để lại những cái dầu dư thừa trên mặt. Cái gì vậy rồi? Hồi nãy con cũng sốc y chang giống vậy đó mọi người. Hồi nãy con cũng sốc y chang luôn. What the heck. Mà da rất là bớt, vừa tẩy tới hồi chết, tức là sẽ làm sáng những cái hở này của Ngân nè. Xong rồi làm sạch những cái lỗ chân lông nè, thu nhỏ lỗ chân lông đó mọi người. Và cấp ẩm không có bị khô da nữa nè mọi người. Test trên giấy thấm dầu lại còn không có thấm dầu nữa mọi người. Xong rồi packaging thì cool ngầu nữa nè mọi người. Bây giờ khen nữa nó. Từ mọi người trải nghiệm đi nha.